Rising sun hits the sky, see it open before us. Take these hopes, hold them high. Every step takes you closer. Hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình chúng con thành khẩn đốt nén tấm hương bạch với mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng Thánh Hiền Thánh cho phép được làm lễ tân hôn cho hai cháu Thanh Hùng và Thu Hảo, ngưỡng nguyện mười ông mười ngôi mười phương chư Phật thề từ gia hộ hai cháu trọn đời hạnh phúc bên nhau, sớm có tin vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Gia đình chúng tôi thành khẩn đốt nén tâm hương báo cáo với ông bà tổ tiên ông chú
Bồ Đề Tỷ Muội, các vị thiền thần hộ thân, cái quản tại số nhà 135 xẹp 33 xẹp 1 Đồng Thủy Từ, Đác Đại Chứng Minh và gia hộ hai cháu thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Phần nghi lễ thắp hương đã xong, xin kính mời quan viên hai họ dùng nước dùng trà, và cũng xin được giới thiệu bác ba, bác ba, bác ba thay mặt cho họ nhà gái có đôi lời với họ nhà trai. Tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hai họ, kính thưa các ông các bạn, hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình và mọi cái chúng tôi đưa con cháu về làm dâu của gia đình và làm dâu của họ nhà trai. Thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin giới thiệu đưa cháu về nhà con, cháu chúng tôi về nhà chồng, gồm có ba mẹ của con dâu, hai là các bác, các cậu, mợ, các dì và các thượng. Thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp trân trọng đầy tình nghĩa, và cũng mong rằng xin gửi gắm lại con cháu chúng tôi cho họ nhà trai để làm dâu, làm con, làm cháu, và kính mong gia đình nhà trai, họ nhà trai quan tâm giúp đỡ hai cháu cho hạnh phúc bên cạnh, cũng như tình thông gia mãi mãi. Cuối cùng xin kính chúc họ nhà trai, gia đình nhà trai và họ nhà trai mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin cảm ơn. Kính thưa quan viên hai họ, họ nhà trai, tôi là chú ruột của cháu Nguyễn Thanh Hùng, tôi xin trân trọng đón nhận tất cả những lời của gia đình họ nhà gái và đón nhận cháu Thu Thảo về làm con, làm dâu, làm cháu của gia đình và tộc họ. Tôi cũng xin được gửi cháu Thanh Hùng về làm rể, làm cháu, làm con của gia đình và tộc họ, họ nhà gái. Tôi xin chân thành cảm ơn. I feel
trong mình là giá đi. Cả đời hạnh phúc. In the steady breeze, we feel the rush of expectation. Empty pages we can fill. Taking chances on a distant song that moves us forward. Nhờ có bố mẹ hai bên nha các bác, ông bà, rồi cậu mợ, dì dưỡng giúp đỡ, rồi hỗ trợ lo lắng cho hai vợ chồng thì chị mới có được cái đám cưới đẹp mà vui như thế này. Và cuối cùng xin cảm ơn hai bố mẹ hai bên. Dạ, tụi con rất là biết ơn mọi người đã dành nhiều tình cảm với lại lời chúc cho tụi con. Thì tụi con xin hứa là sẽ sống thiệt là hạnh phúc, vui vẻ để không phụ lòng mọi người. Em chúc chị Thảo hạnh phúc đến những giờ sau, không có tiếc quãng đường còn lại. Xin hết. Hôm nay là ngày vui của em thì chị chúc em luôn hạnh phúc, luôn gặp nhiều may mắn và mọi việc được suôn sẻ. Gia đình và họ nhà trai tổ chức
đón dâu và làm lễ thành hôn cho hai cháu Thanh Hùng và Thu Thảo. Thay mặt cho gia đình và họ nhà gái, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp trân trọng tổ chức lễ tân hôn cho hai cháu Thanh Hùng và Thu Thảo một cách trân trọng. Chúng tôi xin kính chúc các ông, các bà, các bác, các chú, các anh, các chị và toàn thể các quý khách có trong buổi lễ tân hôn của cháu Hùng và Thu Thảo sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu chân thành về đại diện hai bên gái. Và kính thưa quý vị, có đi có lại mới toại lòng nhau phải không ạ? Bên nữ dù đã có lời, bên nam cũng đáp lại để tỏ tình suy ra. Sau đây xin được trân trọng kính mời chú Nguyễn Xuân Lâm, đại diện họ nhà trai cũng có đây lời đáp từ, xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, kính thưa quan viên hai họ, tôi chú ruột của cháu Nguyễn Thanh Hùng, tôi xin thay mặt cho họ nhà trai gửi lời chào, lời cảm ơn quý vị khách quý, quan viên hai họ dành chút tình cảm, chút thời gian có mặt ngày hôm nay. Kính thưa quý cụ, tôi xin thay mặt trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý của hai gia đình nâng ly dùng bữa tiệc thật ngon miệng, thật vui. Chính thức ngày hôm nay tôi xin thay mặt cho anh Đông, chị Canh là bố thân sinh ra cháu Nguyễn Thanh Hùng được đón cháu Thú Thảo về làm con, làm dâu, làm cháu của gia đình và tộc họ. Tôi cũng xin gửi cháu Thanh Hùng về làm con, làm dâu, làm rể của họ nhà gái. Một lần nữa, tình chúc toàn thể quý vị khách quý có mặt hôm nay cùng toàn giá quyến thuộc một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, bình an. Chúc cho hai gia đình thiết lập một tình thông gia hiểu hảo. Chúc cho hai cháu sớm có tiếng vui, toàn đời hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Under the stars, I see everything that led to where we are, and I wouldn't change a thing. Under the moon, all the wishing that we did is coming true, like I got magic up my sleeve. And you can't fight the moonlight when it's moving in, and the feeling you're giving me, I'm giving in. Got me dancing with no shoes tonight. Best
it's moving in. The feeling you're giving me, I'm giving in. You stun like a cannon. You show the scars of your darkest night. In the morning light. And I have waited for you. I have waited so long. Oh. Chào em Suy nè. Chào em Suy. Em Suy về mạnh khỏe nhé.